Guitar Bình Nguyên A900. Đây, cây đàn gỗ cẩm ấn rất là đẹp, dáng A quyết, bán chạy nhất tầm 6 đến 10 triệu. Cây này mình đã test là hay hơn những cây của Thuận hay Ba Đờn rất là nhiều và giá rất là tốt. Cái này tiếng bass đặc điểm là này. Độ trầm rất là tốt. Âm thanh tiếng chép này. Tiếng chép đặc điểm là nó đanh sáng. Tức là hai tiếng quan trọng nhất, tiếng chép và sáng, thì tiếng giai điệu nó rõ, nó nét. Còn bass sâu có nội lực thì giúp cho mình khi mà mình hợp âm, mình hòa âm nó quyện. Đây bạn thử nhá. Sự lựa chọn hoàn hảo. Cây này thì ăn đứt so với cây Ba Đờn T700. Cây này gỗ cẩm ấn các bạn, siêu sang. Cây này bán ngoài nhưng mà cứ như các shop khác phải bán tầm 15 triệu ấy. Đó. Nhưng mà bằng hãng Bình Nguyên cây này chỉ tầm 6 đến 10 triệu thôi. Đấy, đang limit giá trên thị trường tầm 8-9 triệu. Cây này so với cây Thuận AT04CX thì cũng ăn đứt rồi. Cái Thuận AT04CX thì gỗ chỉ gỗ là tầm gỗ mahogany thôi nha. Cái này là về riêng về gỗ cẩm ấn đã ăn đứt rồi, chứ cái âm thanh cực kỳ sắc nét. Bạn nào mà ở Hà Nội có thể qua Hà Nội trực tiếp test. Đó. Tầm giá 6 đến 10 triệu cây này đỉnh cao luôn.